Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhận Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhận đang có mặt ở Head Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Chà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Như trên hình các bạn đang xem là một dòng Future 2022 màu xanh xám đen cực đẹp của dòng 2022. Clip này thì Nhận cũng làm theo yêu cầu của bạn comment ở phía dưới phần bình luận của mình đó các bạn. Thì khi các bạn có nhu cầu mua xe hoặc là xem xe dòng xe nào đó, có thể là bình luận ở phía bên dưới để Nhận có thể là review yêu cầu các bạn và cập nhật giá để các bạn là dễ dàng sau này mình mua xe một cách là dễ dàng và nắm giá là dễ dàng hơn nha các bạn. Rồi thì trong clip ngày hôm nay là Nhận sẽ review cận cảnh xem cái phiên bản này nó có những cái gì và nó được cái gì, mà tại sao nhà đều có nhà để sở hữu đến 2 xe 3 xe cùng lúc luôn các bạn. Lý do tại sao vậy? Mình cùng các bạn cùng xem clip nha các bạn. Rồi thì đầu tiên là các bạn thấy phần đầu xe là ở hai bên nó thiết kế là phiên bản màu xanh, xanh này dạng như là nó giống như là xanh xanh xi măng, nó giống giống vậy ha các bạn, xanh xám ha. Thì màu này là xanh nhám, nhưng mà nó không phải là nhám nhám nhiều, đây là nhám mịn, là do công nghệ mới của Honda thì nó sẽ sơn theo màu sơn nhám, bây giờ là đều là nhám mịn hết. Nó nhìn thấy là nó có vẻ như là màu nhám, nhưng mà khi mình thực tay mình gờ vào á thì nó sẽ có cái màu bóng riêng của nó nha các bạn. Nói chung nó là nhám cũng rất là mịn ha, nhìn thấy rất là sang trọng và cao cấp của dòng xe Future luôn. Và kế tiếp là ở phần bên bên tay phải của dòng này thì nó rất là biểu tượng là xăng phun điện tử cực kỳ lớn luôn, là FI, BGM FI các bạn, đấy là chính là cái biểu tượng xăng phun điện tử đó các bạn. Kế tiếp là cái phần mặt nạ đèn pha này các bạn, đèn pha thì sử dụng là ánh đèn LED nha các bạn. Thì với ánh đèn LED này thì ưu điểm của nó là mình sẽ đi vào những đêm tối thì với ánh đèn LED này sẽ cho ra ánh sáng rất là tốt. Ví dụ như là đối với những bồng đèn halogen đó các bạn, thì cái khoảng không gian nó ngắn hơn so với đèn LED thì nó sẽ dài hơn hai bên, và đồng thời là cái cường độ chiếu sáng nó cũng mạnh hơn. Thì khi đó mình chạy nói chung là mình thấy đường rõ hơn, rồi cho nên là nó dẫn đến là mình lái xe một cách an toàn hơn đó các bạn. Và nó cũng là tiêu hao bình điện năng rất là tốt, nó không có, nói chung là ít tiêu hao bình điện năng hơn so với bóng đèn là halogen hiện tại của tất cả dòng xe số đó các bạn. Rồi mình đi xuống cái phần mặt nạ thì thiết kế ở phần này á thì có vẻ như là nó sẽ bự hơn so với những cái phiên bản trước. Và các bạn thấy hai dải đèn, ví dụ đèn sương mờ nè và hai bên là bóng đèn xi nhan, thì được thiết kế có vẻ như là liền khói một cách rất là chắn, phong cách rất là thể thao nhé bạn ha. Rồi thì mình sẽ đi xuống, sẵn mình đi xuống dưới cái phần là nhãn năng lượng luôn các bạn. Thì nhãn năng lượng các bạn thấy là 1.54 lít trên 100 km, đây chính là cái điều mà các bạn rất là thích sở hữu dòng xe Future luôn. Đó chính là cái hướng của nhà sản xuất là cực kỳ tiết kiệm xăng các bạn luôn. Với cái nhãn năng lượng này thì một lít xăng có thể tương đương tầm khoảng cỡ 65 km tùy theo mình tốc độ mình đi ha các bạn. Có vẻ các bạn trẻ mình có thể là chạy nhanh hơn thì có thể là không tới đó, thì có chuyện là chuyện đương nhiên ha các bạn ha. Rồi thì đối với động cơ thì động cơ của dòng Future LED 2022 này sử dụng khối động cơ là 125cc ha, 4 kỳ cylinder và là mát bằng không khí nha các bạn. Rồi thì kế tiếp là mình sẽ review cái mặt đồng hồ. Thì mặt đồng hồ thì sẽ lấy cái hình ảnh thiết kế từ những dòng xe tay ga cao cấp, dòng xe xe hơi cao cấp nha các bạn. Thì với thiết kế này thì hình vòm rộng, cái hình vòm rộng là cái hình ở phía trong, thì nó sẽ thiết kế có những thông số ví dụ như là km mình đi được, km tổng ở phía trong, và cái logo của Honda nằm ở vị trí này nha các bạn. Rồi bên đây là báo xăng, phán xăng dầu nè, báo nó nằm mờ ở phía trong, không biết bạn thấy rõ không. Đây xăng phun điện tử nè, khi mà cái này nó nổi lên thì có nghĩa là xăng phun điện tử mình có thể là bị lỗi, thì có thể là ra cửa hàng để chỉnh sửa lại nha các bạn. Thì bình thường là nó không có nổi lên. Rồi xi nhan trái, xi nhan phải và số ở phía bên này N12345. Rồi kế tiếp là bên cụm tay lái thì nó có những công tắc ví dụ như là chiếu xa, chiếu gần là cốp pha đó các bạn, còi nè, rồi xi nhan trái, xi nhan phải và đề bên đây, bên tay phải. Và cuối cùng là có cái phần tiện ích này là nó có cái khóa thông minh thì nó có tính năng là 4 trong 1 nha các bạn, khóa cổ, khóa điện và khóa tư và khóa mở yên. Cái này nó có thể là mở yên ở trên công tắc này luôn, thì mình chỉ cần một thao tác có thể là nhấn vào như thế này thì có thể là dễ dàng mở cốp yên hơn so với những dòng xe số mà không có mở cốp yên ở trên phần đầu. Thì mình phải mở vị trí này thì trong đêm tối thì có thể là rất khó để tìm ở vị trí để mà mở xe đó các bạn. Rồi hộc đựng đồ cũng là cực kỳ ấn tượng luôn, với là 18 lít nha các bạn, nó tương đương với những dòng xe tay ga luôn nha các bạn.
nó giống như là nó bằng với là dòng xe Vision nè, SH nè, rồi SH lớn nè. Đấy, các bạn thấy là dòng xe số, tuy là xe số thôi nhưng mà nó không có cái gì gọi là xe số, đa số là nó rộng rãi và nó cực thông số cực kỳ tốt luôn ha. Rồi thì quay sơ qua thì chỗ này các bạn thấy là số khung nằm ở vị trí này ha các bạn. Rồi bây giờ thì tránh làm mất thời gian của các bạn nữa thì Nhượng sẽ báo giá luôn ha. Thì thông qua clip này á, là Nhượng cũng cập nhật cho các bạn và đầy đủ giá của dòng xe Future luôn. Thì dòng xe Future hiện tại là nó có 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản bánh căm thắng đĩa. Căm thắng đĩa thì nó chắc có lẽ nó nằm ở vị trí đẳng cho nên là các bạn hình dung nha. Đây có nè các bạn. Phiên bản bánh căm thắng đĩa thì nó có bao gồm hai màu sơn. Màu đỏ đen và màu xanh đen thì giá hiện tại là 38.790.000, đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí biển số lăn bánh. Kế tiếp là phiên bản bánh mâm phiên bản cao cấp thì bao gồm màu trắng, màu đỏ và phiên bản màu trắng đỏ và phiên bản màu xanh ở vị trí đằng này nè các bạn. Đó thì giá hiện tại là 39.790.000. Kế tiếp cuối cùng là phiên bản màu nhám, là phiên bản đặc biệt, là bao gồm đen nhám và xanh nhám sẽ cùng chung một giá. Đó là 41.290.000 ha. Đó thì khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng là bao gồm một nón bảo hiểm, một cái áo thun, một cái áo mưa, 3 lít rưỡi xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí. Mình sẽ được giảm là 50% phí đăng nhớt, có nghĩa là mình sẽ được giảm là 50% phí đăng nhớt được 6 lần. Mình gắn phụ kiện đó, chọn gói luôn, có thể là phụ kiện rồi nano các thứ thì mình sẽ được giảm là 30%. Rồi thì bây giờ Nhượng sẽ chia sẻ các bạn một cái chương trình nữa, là cái chương trình là thu cũ đổi mới. Thì cái chương trình này ví dụ như các bạn có nhu cầu đổi xe luôn thì song song bên đó mình có mua xe mới, mình sẽ được giảm giá 1.000.000 đồng, chịu thẳng trên giá ha. Rồi thì kế tiếp đây là cái phần trả góp cho các bạn nè. Thì khi các bạn có nhu cầu mua trả góp thì dòng Future này thì các bạn có thể là trả 10% trở lên thì các bạn sẽ được hưởng lãi suất cũng như là tương đối rẻ, là lãi suất 1.49% của ngân hàng Zắc hỗ trợ. Và các bạn có thể là trả 20% cũng là ngân hàng Zắc hỗ trợ thì sẽ được lãi là 0.99, nó chưa được 1% đó các bạn ha. So với những cửa hàng khác á, thì lãi suất tầm khoảng cỡ 2.9 đến 3 chấm các bạn có nha các bạn. Thì cửa hàng bên mình luôn muốn các bạn là sở hữu xe với giá tốt và cũng như là lãi suất tốt, thì các bạn khi mua cửa hàng bên mình sẽ được hưởng lãi suất rẻ hơn. Rồi thì clip của Nhượng này báo giá đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì các bạn nào cần review về dòng xe nào và cụ thể là màu sơn nào thì Nhượng sẽ review theo yêu cầu các bạn luôn nha. Rồi clip của Nhượng là kết thúc ở đây nha các bạn. Đây tất cả những dòng mà bên mình có ha, Future nè, RSX nè, Y Alpha đầy đủ màu sơn nè các bạn, V3 nè, rồi Alex nè, CBR nè các bạn, đầy đủ luôn nha. Rồi thì các bạn nào, nếu các bạn nào cần review có thể là để lại tin nhắn thì Nhượng thấy được tin nhắn và Nhượng sẽ review ngay cho các bạn xem luôn nha. Rồi Nhượng xin kết thúc clip ở đây nha các bạn. Rồi nếu các bạn thấy clip của Nhượng hay có thể là để lại một lượt đăng ký để ủng hộ cho kênh Nhượng phát triển hơn, và có thể là chia sẻ cho bạn bè cùng biết về chương trình khuyến mãi của Honda Đức 10 mình nha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn luôn ạ.